Đây là bình luận của bạn Liên Lan Ngọc, có bình luận là như sau: rủ em ấy đóng phim JAV đi, tôi sẽ là diễn viên nam chính. Liên Lan Ngọc, ngóc cửa Tiêu Hito ạ. JAV no video mete kudasai. Watashi wa men no hito o yaru kara. Kowai. Kowai. Sugoi koto yu ne. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì bây giờ mình đang ở trong phòng làm việc của mình rồi các bạn. Đó, thì bữa nào mà mình rảnh mình sẽ quay cho các bạn coi căn phòng làm việc của mình nha. Thì như các bạn cũng biết đó, thì vợ mình mấy bữa nay đang mang bầu em bé thứ hai á, cho nên là đang bị cái ốm nghén như là không có quay video được á. Hôm nay nói chung là người cũng khỏe khỏe lên rồi. Thì nói chung cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhiều người đã bình luận là chúc mừng gia đình mình á. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình gửi rất là nhiều lời chúc tốt đẹp, rất là cảm thấy là vui luôn mọi người. Làm YouTube mà được nhiều người yêu thương, nhiều người chúc mừng thì mình cảm thấy rất là vui. Thì có nhiều bạn cũng đang quan tâm là không biết Megumi giờ này ra sao, mang bầu thế nào. Thì mấy nay Megumi cũng khỏe khỏe lại rồi á. Thì bây giờ mình sẽ xuống mình quay cho các bạn cùng coi là Megumi dạo này mập ra, ốm ra hay như thế nào, mang bầu ra sao. Thì mời anh em cùng với mình đi xuống quay Megumi với rủ Megumi kiếm cái gì đó quay YouTube luôn nha mọi người. Quay cho mọi người coi nha, lâu rồi không có quay cho mọi người coi nha. Ok, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xuống và coi vợ mình đang ở dưới đang ăn cái gì nha. Đang coi TV các bạn. Understand không? TV mi tin nữa, cái tên cái tắt TV các bạn, mất công rồi dính bản quyền nữa, có nhạc được. Đây nằm sofa phè phở ấn sướng à. Ừ, ごめん ね, なんか みんな はね, Megu どうなってるのかって知りたくて。結構体調良くなってきました。本当。うん。お腹見して。うお、立ってみて。đang mệt mà vẫn còn đang nằm các bạn. Người ở đây không? Đây. Ồ, cái bụng bầu nào. Đâu, xoay vòng mới coi. Xoay vòng mới coi. Ăn hết rồi. Ồ, bầu của bà bầu đây, bà bầu Megumi. Mấy tháng rồi nhưng mà, năng xíu. Mà nè, số tí. Ừ, ngồi xuống yếu. Bây giờ, 18 週で. 18 週, 18 tuần rồi các bạn, 18 tuần, ok. Khoảng 4 đến 5 tháng rồi các bạn nha. Cái cổ tsurakatta. Tsurakatta. Tsuwari wa heki. Chotto rakku da kedo. Saisou wa dou datta? Zutto haite ta. Haite ta. Zutto haite ru shi. Zutto netete. Kimochi oi kara zutto netete. Minna wa ne, megu ame de nai kara aitai natte. Sumimasen. Kore kara dereru? ちょっとずつ、出てくようにするんで、無理しない方がいいからね。ちょっとね、なんかリリの時よりちょっと辛い。もう今のが辛い。có nghĩa là lúc mang bầu với Lily thì nó đỡ hơn, còn không mang bầu đợt này xong là thấy nó mệt mỏi hơn đợt trước đó mọi người. Đúng rồi, đam mê cả này. Đam mê kìa đó nè. Đam mê. Thế giới tính của cặp ta. Mà. うん、行ったらわかるかな。うんうんうん。じゃあ今日は、まあ妊婦さんだから、はい、何もできないから、多分ご飯を今食べれないよね。うん。俺作っても。そうだね。もう、たぶん、mình nấu đồ ăn các bạn, mình có bỏ nước mắm thì các thứ rồi vô nó có mùi vị hơi nồng nặc á, mình cứ bây giờ vẫn nấu nhiều món cũng không ăn được á, bầu mà. Kia kiểu như là nó bị kỵ cái mùi này, kỵ cái mùi kia á, nên không có nấu nướng, không có quay nấu nướng được. Thì hôm nay mình quyết định là sẽ quay, là sẽ đọc bình luận nha. Lâu rồi không đọc bình luận mọi người. Kyo wa minna no komento no henji to ka ma Megu ni tsuyaku shite ageru という video を作っていこうかなと思ってるけど。はい。うん。ラオロね、久しぶり。うん。あの、久しぶりだね。コメントのビデオを撮ってないから。うんうんうん。OK, thì bây giờ mình sẽ đặt máy xuống rồi hai đứa sẽ ngồi xuống đọc bình luận của mọi người nha. OK.
Hi, ok các bạn ơi, thì hôm nay cũng lâu lắm rồi thì mình không có quay cái video là đọc trả lời bình luận của mọi người á, đọc comment của mọi người cho Megumi á. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại thì Megumi sẽ vẫn tiếp tục là người sẽ chọn những cái bình luận của mọi người, rồi mình sẽ dịch cho Megumi để coi mọi người đọc, mọi người bình luận cái gì nha. Thì また、この目みたいにめぐ好きなコメントを読んで、で、俺はまあ、強くしてあげるから。うん。いいよ。<笑>えっと、で、じゃあめぐめ言って、まあ、lựa chọn nha. Cái này ngẫu nhiên nha mọi người, mình không có lựa chọn gì hết nha. Đó, thì bình luận nào mà nằm trên top đầu, bình luận nào mà được mọi nhiều người like nhiều nhất thì chắc là mấy người sẽ chọn cái đó. Để cho chị chọn lên thì hôm nay bé Lily đi chơi với dì nha. Chứ mấy ngày cuối tuần thì dì hay đón qua đi chơi á. Tại vì giữa có đứa con á cho nên là muốn đón cho có chị chứ có em á. Okay. Nhất là cái video mà Megumi lần cuối cùng mà Megumi cảm thấy khó chịu trong người mà không có muốn quay video á, là cái video đó là để đọc cái bình luận nha, để coi chọn bình luận nào nha. Bạn Thái đang cưới gì? Bạn Thái đang cưới gì vậy? Không, đúng rồi. Đây. Bạn trai này không nói tiếng Việt đảm bảo ai cũng tưởng là người Nhật. Megumi là cô gái tốt ấy, dĩ nhiên bạn phải xem cô ấy như một báu vật. Chúc cả gia đình bạn tương lai có một thành viên nữa. Chúc gia đình bạn luôn vui tươi và hạnh phúc. Kono otoko no hito wa betomugo de shabenai to nihonjin da to omochchau ndatte ore no koto. Megumi wa ma sugoku ii kou nanode mochiron mochiron daiji ni shite ne, takaramono mitai ni shite kudasai. Minasan shoulai mo hitori genki ni umaremasu youni shiawase ni narimasu youni arigato. Đây là bạn Brian Taylor này là Brian Taylor, mình tên tiếng Anh thì mình không biết nha mọi người. Ok, xong một bạn này nha. でもね、すごい。本当に何もできなくてメズが。マジでね、ずっと寝てたの。けど、ね、アン君結構 料理もしてくれるし、俺のことごめんね、恥ずかしい。でも本当に助かって、本当に助かったの。本当に食器もらってくれて、洗濯物干してくれて、いろいろね、家事全般やってもらって、なぜかっていうと、ベトナムの男だから。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 結婚してよかったなって思います。本当にありがたい。オッケー、次は。どうしよう。どうしようかな。じゃあまあ、ランビドも、ちゃんのばけん。チュック。チュック。ムング。ムング。キャ。キャ、ラオアでも。チュックマンジャデン、準備、ダンテン、タンビンマイニャ。 Tưởng đâu bà biết quỷ đen của ổng nên buồn, không muốn quay clip nữa chứ. Ha 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 ha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Mohitori. Dekita no de omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Megumi wa bien, video toritaku natta という理由 wa ore no nani? お金を隠すっていう言葉なんだ。ああ、へそくり？あ、へそくりがあるからもう取りたくないかなと思った。<笑> Đây là bình luận của bạn Wook 1K96 nha. Cảm ơn bạn Wook. Arigato. Không phải đâu nha, Megumi có em bé chứ không phải là mình nói giấu ủi đen đâu.最近寝てたから。うん。わかんないね。取られてるかも。待って、何？何かあったら教えてください。はい。 Hoặc là video á. Hoặc là video này chưa cả. Mình phải đọc nhiều nhiều những cái video khác nhau mọi người. Có cái video đọc bài cũng không có đấy. Random Fest. Dạ. Cái video đi chơi lễ hội Việt Nam nha. Đưa Megumi đi lễ hội Việt Nam ở Tokyo á. Moto oku, moto skin video. そうそうそうそう。 Nói chung là nhiều bình luận mà các bạn mình không có thể nào đọc hết được. Mình thì mình thì mình đọc hết rồi, còn Megumi thì dịch ra nhiều lắm. Hiểu không? Em mọi khôi
coi video. Video. Clip. Clip. Em mới coi video clip. Anh. Của anh rồi. Đây, đây là một cái bình luận khá là dài của bạn NDT Sakura Tokyo Game gì đây nè, tôi cộng. Em mới coi video clip của anh, em nhìn thấy biết gia đình anh ở Nhật Bản. Việt Nam hợp tác với Nhật Bản để mở một lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản cho những người Nhật chưa biết trải nghiệm về nước Việt Nam. Vậy thôi đó anh, họ xếp hàng dài ghê, bánh mì Việt được mùi vị gì? Bánh mì Việt được mùi vị thơm ngon, được những người họ người Nhật rất ưa chuộng nên hay họ xếp hàng để mua bánh mì đông lắm thì phải nhỉ, đúng chứ anh. Nagai janai kedo chotto ano yomizurai dake de yomizurai da ma anata no video wa saikin ano mita bakari de kono nani matsuri wa betonam nihon de okotta ano okonatta matsuri wa ano 日本人にベトナムの料理とかベトナムの文化を、紹介したいとあげたい祭りですよねみたいなコメントしてるよね。まあ大体俺もよくわかんないまあ大体こんな感じ。お前がエナテで OK、感謝お前らありがとうございます。 OK、ベロディテオ、次は次はと、はいこれかいもう読めない。 Cái khúc qua nhà vệ sinh với nhà vô gia cư hay hay quá anh ơi, lần đầu em mới biết luôn á. Ano Nihon de no ano Shibuya ni aru toilet ga aru janai desu ka. Ano toilet to ano koe no naka no ano homeless no hito sumeru tokoro, sore omoshiroi ne tte hajimete shiteta tte. So ne. Tashikani.あんまりないか。うん。いや、ベトナムはホームレスいるんだけど、でも日本はすごくなんていうかあのお金持ち国イメージじゃん。まあそういうホームレス、そういうところ、そういう人も住んでる人もいるから、そうなんだって。あとなんていうかトイレ、あの閉めたら見えなくなっちゃう。ねえ、あれすごいよね。普通になんか。日本人の目もわかんないの？知ってたけど前から。あったのは知ってるんだけど、どうなってんだろうみたいな、すごいなって思う。メグも初めてその日。あ、その時初めて見たね。いや、メグ cũng lần đầu tiên thấy cái toilet hiện đại. Nói chung thì cũng bình thường thôi, nhưng mà Nhật người ta muốn làm nó độc lạ các bạn. OK, tiếp theo là bình luận tiếp theo nha. これ、ち、めぐみ。めぐみ。なんて読む？Đây là một bình luận của bạn tên là Jin.Bạn Jin này bình luận là chị Megumi xinh xắn, dễ thương, cái mặt đáng yêu. Megumi kawakute. Totemo kawaiite. Arigatou gozaimasu. Quái. Yasashii na. Bây giờ cứ kiếm nhiều nhiều video, những cái video khác đọc nha. Mỗi video đọc một hai cái nha. À, ja kono kusai no. Ok. Kusai no. Đây là video là ăn bún đậu mắm tôm nha. Đó, cho Megumi lần đầu bún đậu mắm tôm. Minna taisuki.みんなじゃないよね。そうね、やっぱ分かれる。一部好きの人と好きじゃない人もいるから。こ。こ。ひむ。さお。さお。もう無理。Nói chung thì để cho Mimi đọc tiếng Việt thì là thử thách nó quá lớn so với người Nhật các bạn. Tại vì mình có dấu mà, chữ tiếng Việt mình có dấu rất là khó. Đây là bình luận của bạn Unbox Manga Vlog.Để mình chụp lại bình luận nó chứ mình đang các bạn coi nha. Không hiểu sao nhưng từ lúc nhỏ mình đã rất thích mắm rồi, hầu hết các loại mắm luôn. Bạn này nên tôi cầu con này kì đồ chích chơi cả là cô yêu thà đấy đai ski nè nó đê mà một tông đồ nô thà đấy cô yêu thà đấy ski đấy tự tự mắm tôm mồm mì. Đây là một bình luận của bạn Khang Minh. Bạn Khang Minh có bình luận như sau: chị ăn mắm tôm nhiều là quen mùi vị ngay, mắm tôm ngon lắm. Tôi nè, このタレ、このソースはいっぱい食べたら慣れるよ。めっちゃ美味しいよって。そっか。
ちょっと勇気が今食べてみようか大丈夫だよ、入っちゃうから無理だけど納豆も今無理だからお腹に衣にいいんだよそれ食べたらうんほんと食べようん急に泣くよオッケーですよ、はい、とうん bình luận này có vẻ thú vị nào bình luận có vẻ thú vị nào đây đây là một bình luận của bạn Bubsy 55 bạn Bub 55 nha bạn có bình luận là Chiêu Megumi là ở Việt Nam dùng mắm tôm thay cho dầu thơm đi giữa đám cưới hay tiệc tùng là chuyện bình thường これはねこのタレはねあのベトナムであの香水の代わりに使う人いるって。そう。結婚式行くときにちょっとつけたりするとかする人いるよって言ってるから。え絶対そうだよね。本当。え絶対そうでしょ。いや知らないの？だってあのこれこの臭いメグは臭いけど他の人はこの匂いがちょうどいいと思ってる人もいるから、ほらつけてあの香水の代わりに言ってる。本当だよ。だってコメントしてるじゃん。だから今度俺もやってみようかな、寝る前に。俺のその用心平気だよ。何無理。何無理。だって本当そうだよ。だって納豆をつけてるようなもんじゃん、日本で言う。まあ日本は納豆臭いどかどうかわかんないけど、このあのマントンっていうやつがベトナムでは臭いと思ってる人いるけど。臭くないと思ってる人もいるから。へえ、本当に。うん。すごい。結婚式行くときにつける人もいるよ。本当に。うん。びっくり。なんで？だって。無理なのそれ。無理。なんで？臭いから。メグ的には臭いんだけど。本当、うん。本当にドッキリじゃなくて、それこそ。うん。ドッキリかも。このコメントはあのそういうこと言ってって言ったから。嘘だよ、これは。ですよね。どうでこれ。なんか嫌ださ、もう久々に来てまた。本気でしたの。いや、嘘だって思うけど。ありえなくないって思うけど。俺じゃないよこの、うん、Bubsy55の方。言ってって方。そう。đây là bình luận của bạn yêu cầu của bạn búp 55 này nha ok nói chuyện đã hết hồn luôn rồi nghe bôi nó đi đám cưới hết hồn luôn để coi cái video mà giả gái làm bd coi sao nha sang đây là bình luận của bạn đăng hoàng nguyễn nói là sáng tạo hết nức cơ mà công nhận đội tóc vào trong cũng có nét đấy cho đến khi tô son edit cũng lên trình rồi omosuru content là nét cơ mà công nhận đội tóc vào ano kami katastara いいよねみたいな いいんだでもあのリップをするまでにやべそうねリップしたらマジで受けるっていうかであの編集もうまくなったねって ありがとう来てくれて nói chung thì cái video đó thì cũng thử giả gái rồi là anh độc là lạ ghẹo mấy cái quay nói chung sắp tới mình sẽ cho nhiều nha mọi người nói chung các bạn nhớ đón xem nha ok ghê quá hay an chu giả giả bố troll chi megumi matto đây đây là bình luận của bạn NHB Gamer nói là anh thử giả vờ cho anh chị Megumi mất trí nhớ đi anh quên hết mọi thứ luôn kiểu như con nít á mà trước mặt chị luôn ok thì cái này bạn bình luận bạn kêu mình chôn thì bây giờ mình nói ra thì nó sẽ mất hay thì mình sẽ sao giờ ta giờ tôi nè motto Megumi ni dokkiri shite kudasai. Rồi bình luận tiếp theo cho mọi người. Ghi đâu comment đi vô. Đấy. Chị chưa.
Thầy đi đầu dơ. Cười mỏi hàm với cô váy đen này luôn. Lâu rồi mới được xem một video giải trí mà thấy vui và hay. Ha ha, cảm ơn cô nàng Đức Anh nhé. Bạn Lạc Tĩnh. Cô nàng nó cả con ít xa dạ. À nó めちゃくちゃ受けてて、めっちゃ笑ってた。ありがとう。久しぶりの元気になった。そうそうそう、元気になったビデオを見た。ありがとうございます。よかったね。元気になってくれたならよかったです。OK, mình là tiếp theo. Nói chung thì làm những cái video giải trí mà cho mọi người vui, mọi người cười là chủ yếu thôi. じゃあ、これ前にしよう。OK. Video mang tên là cạo lông mày á, làm đẹp á, người Nhật làm đẹp.Tôi không biết 10 năm hay là 20 năm nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bạn, một người đàn ông thanh niên luôn cố gắng và chăm chỉ đem lại những gì tốt nhất cho gia đình nhỏ của bạn. Ồ, bạn Trung Nguyễn bình luận rất là hay, cảm ơn bạn rất là nhiều. Junen ka ni junen ka wakanai da kedo anata wa subarashii na otoko なのでずっと家族のために頑張ってる人だからありがとうございますって、ありがとうって言ってくれるの、優しい ねでも本当にね、アン君頑張ってるからね、感謝してますいつも。はい、じゃあ次いきますか。はい、 OK、 じゃあこれね、ラベチュックチュックチュックチュックチュックđây bạn Văn Minh Phạm có bình luận là chúc gia đình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Ano ippai genki ni narimasu yoni. Arigatou gozaimasu. Seiko ni narimasu yoni. Yasashii yo ne minna ne. Itsumo arigatou gozaimasu. Kore de. Gozaimasu. Mo saisho ka yomenai. Cái chữ vợ và viết chữ VK mà Megumi đọc không được. Bạn cuộc sống Nhật Bản có bình luận là vợ mình về Việt Nam sinh em bé nên mình xem video của bạn càng nhớ vợ con hơn, cảm giác những ai xa vợ con mới hiểu được đó là không khí gia đình. Watashi no okusan wa beto ni mukatte shukushin suru tame ni beto ni kaeratta node shukusan kodomo wo umu tame ni kajoku wo hanarete shabishikute sono kimuchi wa toi tokoro sumu hito tachi ga shika wakaranai. Umu hito wa danna san? Danna san で、奥さんがベトナムに里帰り出産しに帰ってるってことですか。そうそうそうそうそう、だからこの気持ちはすごく、このビデオを見るとなんていうか会いたくなっちゃう、子供たちと奥さん ねでもね頑張ってください、奥さんも頑張ってるから、うん、まあもう生まれたかな多分ね、3ヶ月だ、うん、じゃあおめでとうって言って生まれたかわかんないけどね、うん、じゃあもういいでもね、わかるわかる。今、祝福は、だから、em bé và cậu bạn cố gắng hơn nữa。でも、可愛い子に会えるからね。OK rồi các bạn ơi, thì có nhiều bạn Hoa Kỳ mình làm video bình luận, bạn kêu là cứ đọc những bình luận tích cực, không đọc những bình luận tiêu cực á. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết là ở bên YouTube trong cái phần bình luận á, thì trong YouTube nó có cái phần là hạn chế bình luận á, có nghĩa là khi mà các bạn bình luận những cái tục tiểu, những cái không có hay á, thì tự động ở YouTube họ sẽ hiểu biết những cái từ ngữ đó, họ sẽ lọc cái bình luận đó ra, rồi họ sẽ đưa một cái phần gọi là phần xem xét đó. Thì nếu mà mình đọc cái bình luận đó mình cảm thấy mà không có vi phạm gì hết thì mình sẽ bấm, mình sẽ cho phép các bạn xuất bản ra, người khác đã thấy được cái bình luận đó. Còn khi cái bình luận đó nó kiểu như chửi thề chửi tục thì mình sẽ không có xem xét, mình sẽ xóa hoặc là mình sẽ để nguyên như vậy là không ai thấy được, mình không có phê duyệt á. Thì bây giờ mình sẽ vô trong cái phần đó, mình sẽ đọc một số cái bình luận tiêu cực hay là những cái bình luận mà bị che giấu đi, để cho cô coi Megumi phản ứng như thế nào khi đọc những bình luận gọi là của anti đi, đó, của anti fan đi. Ê tôi nè, YouTube で悪いコメントをなんていうか勝手に自動で隠してくれるの、で俺チェックできる、結構ねいっぱいあるんだよね、だから今日は何個か言ってみてどんな反応するのかっていうか、大丈夫こういうコメントもあるんだよって。あ、いいよ。 OK rồi bây giờ mình sẽ thử đọc bình luận cho bạn coi nha. Đây là một số những cái bình luận của một số bạn đã bị YouTube người ta hạn chế đi nha. Có nghĩa là mọi người ta không ai nhìn thấy hết đó nha. Đây là bình luận của bạn Liên Lan Ngọc. Có bình luận là như sau: rủ em ấy đóng phim JAV đi, tôi sẽ là diễn viên nam chính.
bạn Liên Ngọc nói phim JIV có nghĩa là mình sẽ dịch cho các bạn biết là phim JIV có nghĩa là có một số người ta không biết JIV có nghĩa là phim người lớn của Nhật các bạn, gọi là phim sét á, người lớn á. Thì bạn bình luận là rủ Megumi thì đóng phim sét đi, bạn đó sẽ là diễn viên thì anh ổn Liên Lan Ngọc Ngọc Cửa Tiêu Hi Tổ á. JIV no video mete kudasai watashi wa ano men no hito o yaru kara. すごいこと言うね。面白いけど、笑っちゃうけど。面白いな。笑っちゃうだけね。嫌だけど。面白い。そういうのも来るんだ。rất là nhiều đó bạn。やばいね。あ、đây có một bạn bạn trọng nghĩa võ, trọng nghĩa võ bạn sẽ bình luận là ai xem JV rồi thì sẽ thấy Megumi này hình như có đóng phim JV rồi. えっとね、あの AB のビデオを見た人は、もしかしたらメグはやったことあるって見たことある。こういうひどいコメントある。あ、そう。あれかな、似てるのかな顔。結構メグなんだけど似てるっていうか、あの他の JB の人似てるっていう。あ、本当。見たことある。どんな人だろう。ちょっと検索したくなる。多分メイクは大体一緒じゃない。あ、そう。でも日本の人って結構。Nên là người Nhật người ta trang điểm các bạn, cái vẻ mặt trang điểm người ta giống 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 nhau á, cho nên các bạn nhìn thấy có vẻ giống giống như vậy. Nghĩ nói rồi nè. Đây, đây là bình luận của bạn Văn Tài Nông. Văn Tài Nông có bình luận là Văn Tài Nông, Văn Tài Nông này. Em này là diễn viên JV đúng không ạ? Konoko wa J no AV no. Oi. AV no. AV no hito desu ka? Chirau yo. 多いな。うん。みんな見てんの。ってことはみんな見てるってことね。お、めぐみ hỏi là tất cả các bạn coi video bạn bình luận này các bạn thích coi phim sét lắm hả? Ờ. Thích xem phim người lớn lắm hả? Ờ. Các bạn bình luận riết rồi có riết rồi người Nhật, các bạn có nhiều bạn trẻ hỏi tất cả một phần bạn thấy kiểu như mình thấy để ý trên TikTok hoặc là trên YouTube mà thấy người Nhật người ta livestream hay là người ta làm những bạn bình luận là JV cái thứ á, mình lỡ đó ngược lại người Nhật người ta sẽ đánh giá lại chúng ta đó, người rồi các bạn nhiều người thích xem phim lắm hả, người Việt Nam thích coi phim người lớn lắm hả, hay là kiểu như là đa phần người ta sẽ bình luận như vậy. Khi nghĩ đến Nhật là không có nghĩ đến những cái văn hóa của người ta mà nghĩ ngay đến những cái phim vậy á, thì đúng là thực sự là như vậy đi, thì mình cũng không nên nói ra, nhưng mình bình luận có cái văn hóa tí để người ta đánh giá cả cộng đồng mình á. Một số người bình luận không hay, người ta đánh giá hết cả nguyên tập thể nó không có hay các bạn. Ok, tiếp theo đây là bình luận của bạn Tuấn Nguyễn, thua của quý thờ bình luận trong video đi coi cái của quý nhờ các bạn, lễ hội của quý là thua của quý thờ tại các đền người Chăm ở miền Trung Việt Nam, nó bằng lá to như cái lu. あの祭り変な祭りってじゃん。あれね。そうそうそうそう。ベトナムにもあるって、これよりベトナムの方が大きいの。そうなんだ。のがある。どこだろう。俺もわかんない。ベトナムの中部の辺にあるって。真ん中みたいな。気になるね。どんな感じなんだろう。OK, đây tiếp theo, bình luận tiếp theo đây. Nói chung nhiều cái bình luận nó cũng dung tục mà nó gọi là nó chửi thề, chửi tục rồi, nhiều cái bình luận đọc nó không có văn hóa các bạn, nhưng mà thôi. Mình nói chung mình ban đầu mình buồn đó các bạn, đọc vô thấy cảm thấy nản, thấy sợ, nhưng mà biết từ từ nó cũng quen á. Nè sai số nè, cô yêu comment mi tê, kết quả mốt tổ nó cậu qua được cái chi nó comment mới được là sao. Kết quả năng tư cậu, ô chí con giờ rồi nè. Nếu? Ủa đây. Ông cũng nói. Nó cậu, nó số nó. そんなひどいこと言うのって、でもどんどんどんどんもう慣れてきて、もう全然もう今はね、まあちょっとだし。うん、đây là bình luận của bạn Hi Hi nè. À, trong mặt người vợ có như búp bê tình dục ấy nhỉ? À, nó Megumi nó khổ à, なんかあのセックスの人形みたいな。そう。こういうコメントしたね。本当。いや、わかんない。その人形見たことないからわかんないんだけど。あるの。あるじゃない、調べたら。まあなんか聞いたことあるけど、なんかもうわかんない。あ、bạn này bạn bình luận là mặt Megumi giống búp bê tình dục đó。写真送ってよ。その写真送ってくれよ。気になるわ。Đây tiếp theo là bình luận của bạn Thảo Emmy. Thảo Emmy, bạn không biết là của con trai hay con gái, nhưng không biết nick thật hay nick fake thì mình biết bạn bình luận là
chị Megumi nếu mà gia nhập vào ngành công nghiệp JV thì có khi còn hot hơn cả Emi Fukada nữa. Megumi wa moshi ano AV no eiga o yattara ano ima Emi Fukada という人よりもっと人気になるんだよ。うそー。いや、本当の女優さんは無理だよ。エミ・フカダって誰だろう。探そう。Megumi はね、って言うのはエミ・フカダだ。やばい。フカダエミか。うん、フカダエミ。動画とか出てきちゃうから。かわいい。あ、でもなんか、お顔が。あ、この人？うん、今日もセンサーが、今日もセンサーが。見せてみる？うん。エミ・フカダ大、大、エミ・フカダが、もう。Ok, tiếp theo mình sẽ đến với bình luận của bạn Sơn NT nha. Bạn Sơn NT là ở Việt Nam thì éo thấy đứa nào con gái mà ốc hàng 10kg chứ đừng nói đến 20kg ở cái tuổi này. Già hơn mưu sinh thì có. Có nghĩa là Megumi già hơn những người khác là mưu sinh thì sao? Bạn mình không hiểu bạn nói như thế nào, nhưng mà chắc là bạn có cái bình luận có chữ éo, chữ thề nên là bị lọc vô đây á. Mà tôi nói đi 10 kg を持ってる人を見たことなくて、20キロ持ってる人はこの年で、もしかしたらあの何年を年上だからこういう仕事するんじゃない？20キロ？めぐあのこのビデオ俺とめぐどうやって出会ったの？ああ重いものを持ってた。そうそう持ってきたじゃん。20キロ、うんうん。こういう仕事してる人は絶対あの年上の人だから年上年を取ってる人、うんうん、だから若い人じゃないって。ああ。よくわかんないよね、このコメントでも。うん。結構力持ちだよね。うん。nói chung thì ở bên Nhật này các bạn, con gái người ta đi làm trẻ hay già người ta vẫn đi làm công việc bai tổ, hay là bai tổ là công việc bán thời gian á. Nó đi nó những cái văn hóa rồi, bắt buộc phải đi làm những công việc bán thời gian để mình có thêm những cái kinh nghiệm á bạn. Như bạn nhà bạn có giàu thế nào, bạn có đẹp thế nào, người ta vẫn đi ra một con mini, có nghĩa là những cửa hàng tiện lợi người ta làm cashier là người tính tiền hoặc là người sắp xếp hàng hóa, người ta đi làm bình thường các bạn. Còn ở Việt Nam mình thì các bạn đừng nên so sánh, tại vì khi Việt Nam mình có một chút sắc đẹp cái là người ta làm những công việc khác, livestream bán hàng đó là nhàn hạ, ta nổi tiếng thì các bạn đó. Thì mỗi quốc gia nó có một cái văn hóa khác nhau và mỗi cái gọi là cái cách giáo dục khác nhau, mình cũng không nên đó. Đây mình sẽ đọc một số cái bình luận để cho các bạn biết là có nhiều cái bình luận cũng không có hay lắm xuất hiện. Như đây có một cái bình luận của bạn NTA Vlog thì bạn có bình luận là xe nhìn xấu vải đái. Nghĩa là cái hình cái video mình quay chiếc xe mình mới mua, để chung xe mình đâu có nói là xe đẹp đâu bạn, mình mua để che nắng che mưa thôi mà. Nói chung là những cái bình luận này thì mình cảm thấy người ta cũng góp ý với mình thôi, chứ không phải là gì xấu xa hết. À nó kuruma kono mai katta kuruma mechakcha à nó汚いっていうか、あのかっこよくね。ああ、まあそれは好みね。そうですか。で、bạn Dương Trần có bình luận là nhìn con vợ ông quen quen, hình như không nhầm đóng, không nhầm mấy em đóng JV 90% giống lắm. Megumi wa mita koto aru kamoshinai. 90% から AB の video mita koto aru って。どれだよ。どんな気に入ってんだろうね。いや、今ね、あの。誰か、めぐみの、あの、やったことあるビデオを、あの、見つけたら、500万あげる。絶対ないから。ないからね。絶対ないけど、どれなんだろうって思っちゃう。うん、気になるよ、逆に。誰に似てるのか。ね、誰に似てんだろう。うん、giống diễn viên nào ở bạn thử。すごい似てる人がいるのかな。Đây, có một bình luận của bạn Tú Đỗ. Bạn đó bình luận là Dama Duma đó.Chưa xem một clip nào của Đức Anh mà thấy nhàm chán, hay hôm nào là một clip trực tiếp đi. Đó, nói chung thì bạn bình luận nó không có gì xấu xa hết, nhưng mà bạn chữ thề là chữ đờ mờ này nè thì nó bị ấy lên đây các bạn, bị lọc vô đây á. Ok các bạn ơi, thì nói chung thì hôm nay video cũng khá là dài rồi, thì hôm nay mình làm cái video đọc hết bình luận của mọi người, thì cũng đọc một số bình luận tiêu cực và tích cực luôn đó. Thì có nhiều người cũng bình luận rất là nhiều người rất yêu thương, yêu thích cho gia đình mình, bình luận rất là hay. Nhiều người bình luận cũng không có hay lắm, thì mình cũng đã quen với việc đó rồi. Thì với lại hôm nay mình làm video lâu rồi Megumi không xuất hiện á, thì để mình hỏi coi Megumi coi đồ ano commento vale commento.まあいいコメントと悪いコメント。でもいいコメントの人はすごい毎回みんな優しくて褒めてくれるし、うん、ね、うん、すごくこっちもね元気もらってるので、うん、いつもありがとうございます。うん、感じなのと、うん、まあ悪いコメントは、うん、なんか AV の、ね、が多いね。多いね。うん、TikTok の方もっと多いね。本当。うん、
だからね、うん、みんな見てんだなっていう思った、うん、でもそこまで嫌な思いはしてないから、うんうん、まあ、それしか見てないから分かんないけどね、うん、多分あの日本のメイクはみんなと同じ、うん、なんか日本のなんていうかメイクの、うん、何渋谷の何原宿となんかギャルとか原宿系とか、うんうんうん、あるのあるある、うん、なんか trong cái văn hóa mắc cấp trang điểm của Nhật nó cũng có chia ra một bên là kiểu như là anime và một bên là kiểu như là con gái các bạn điệu đà con gái nói chung là trong nó có cái kiểu đó này đã, những người con gái Nhật người ta hay chọn những cách trang điểm giống nhau á cho nên là nhìn hơi giống giống nhau như vậy thôi ừ. Thì nhiều bạn cũng hơi kiểu như lần đầu xem video thì cứ thấy giống giống thì các bạn bình luận thì cũng không có gì xấu xa hết nhưng mà nhiều người bình luận quá rồi một số người một số bộ phận bình luận là người ta sẽ đánh giá nguyên cái cộng đồng này nó không có tốt mình chỉ sợ như vậy thôi nói chung là Megui giờ này không ăn được nhiều nên là không có làm những video ẩm thực được nên để mình làm những video ẩm thực mình mời ông bố vợ tới nó sắp tới mình sẽ chôn nữa nha mọi người kiếm như mình chôn nha nhé yeah. Chào các bạn đi. Nói chung đây video khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video những phút này nha. Các bạn rất vui là thú vị cho mình sẽ nút like, đăng ký và chia sẻ video của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau nha. Bye bye.